Hello, xin chào anh em. Thì ngày hôm qua mình có đăng một cái video để quay về cái dàn sàn, cái dàn đổ của Lưới Nút Đêm anh em. Thì cái video đó thì thứ nhất mình cũng quay theo yêu cầu của một số anh em. Nhưng mà khi đăng cái video lên thì có một số anh em yêu cầu thì mình quay luôn cả cái phần mà cái bồn nhớt ở phía dưới á, là nó hoạt động như thế nào và cái bồn nhớt nó ra sao và cái cách thức ở dưới cái phần ở dưới khoang máy nó như thế nào, cho nên là bữa nay mình phải re ghe và quay lại cho anh em xem thêm một cái video nữa, chứ không phải là mình quay một cái video mà mình cắt làm hai nha anh em. Nói chung là mình làm những cái video không có đi vào mà nhiều lượt xem, mình làm những cái video mà đi vào mang cái tính mà thông tin, mang tính thời sự, mang cái sự cần thiết đối với những anh em làm biển. Nếu mà mình không quay những cái video về biển thì mình quay những cái video về trải nghiệm, về du lịch, về cuộc sống, thì cũng quay những cái video nó mang tính thời sự tí xíu, chứ không phải quay những cái video mà cái khùng khùng cái điên nha anh em. Cho nên là nhiều khi cái video của mình chỉ có khoảng là tầm vài ngàn lượt xem thôi, nhưng mà mình cũng rất là vui. Vì cái chuyện đó, bởi vì người cần cái thông tin đó thì họ vô xem, còn người không cần thì họ đã biết rồi thì họ có thể là bỏ qua cái video đó và xem những cái video ủng hộ những cái video khác của mình cũng được. Thì bữa nay khi trong cái video này á, là mình sẽ nói rõ hơn một tí xíu nữa về cái thông tin của dàn sàn, và mình sẽ xuống dưới khoang máy để quay cái phần ở dưới khoang máy cho anh em xem. Thì bởi vì mình nghĩ là mình quay cái thoáng qua ở cái video ngày hôm trước thì mình nghĩ là chắc hẳn là cũng rất ít anh em cần cái thông tin này, cho nên là mình không có quay kỹ. Bởi vì ở làng của mình thì người ta nào đã sử dụng cái mô hình này hết rồi, cho nên là những cái video này thì chắc chắn là người trong làng họ không có xem rồi. Bây giờ mình sẽ quay ở trong bồn 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 máy luôn, trong phần cabin của ghe mình quay ra luôn cho anh em xem. Bởi vì ra bên ngoài thì nó thấp hơn á, nó thấp, mình đứng ở dưới nha, mình quay nó rất là khó. Đây anh em, ở cái mình nói là cái trụ cái dàn sàn của ghe mình đó, là cái dàn sàn này nó dài 5,5 m nha anh em. Mà ba cái ống nóc á, ba cái ống nóc mà làm cái cần tay dàn sàn để đi ra á, đó là nóc ống 90 anh em. Mình nói kỹ cái này một xíu rồi đỡ anh em làm, chúng ta không phải làm quá nặng. Làm quá nặng thì thứ nhất là nó sẽ nặng, nó nặng cái này là cái chân của dàn sàn này, nó sẽ nhịp, nó sẽ nhịp, nó sẽ đưa. Nói chung là một số cái chân mà mình làm chưa kỹ lắm á, bởi vì nó đưa, bởi vì cái dàn sàn nó rất là nặng, nó có cái độ nhịp anh em. Nên là chúng ta hạn chế lại, chúng ta làm nhẹ bớt thì thứ nhất là nó cũng tiết kiệm chi phí, thứ hai nữa là cái dàn sàn nó sẽ nhẹ bớt đó. Bởi vì đưa ra bên, khi chúng ta ngang cái cần dàn sàn ra phía bên này á, thì những cái ngày mà lượng lắc mồi gió thì nó nhịp nhìn ghê lắm đó. Cho nên là chúng ta phải làm cái dàn chân cho nó giữ, và thứ hai nữa dàn sàn thì nó hạn chế, nó nhẹ lại bớt thì rất là ngon đó. Cho nên là bình anh em thấy là bình hàng những cái thanh ngang và cái thanh vơ nó cũng rất là thưa, tầm 45 40 50 cũng được, là vừa, không cần gì phải dày lắm nha anh em. Hôm trước là mình không có nói rõ là mấy cái ống nóc mà đưa đi ra nè, nó tầm ống 90 đó. Bây giờ là mình sẽ ra bên ngoài, mình quay ở cái phần phía dưới cho anh em xem đó. Đây mình quay lại cái dàn sàn của mình phía bên ngoài một lần nữa cho anh em xem. Đó là dàn sàn của mình là cần dài 5,5 m đó, cần dài 5,5 m. Mình bắt tại vị trí này là hầu như gần như là mình bắt gần như là giữa tâm ghe nha, gần như là giữa tâm ghe, nó chỉ lệch qua khoảng 10 phân thôi. Thì cần mình 5,5 m cho ghe gỗ dài tầm 23 m và rộng 6,8 m 6,9 m, thì nó đưa ra tại cái khu vực này nè anh em. Nó đưa ra tại cái khu vực phía bên bên ngoài này là nó rất là phù hợp nè đó, đỡ khi bên là nó cái lường nó không có, anh em làm cái dàn sàn mà cục quá thì khi bên là cái máy nó nằm ở so với độ cao là nó sẽ rơi tại cái vị trí này nè, là lường nó dựa vô ở trong không bê đó, mình làm nó là lọt ra ngoài đầy cho lường nó ở bên ngoài luôn. Và khi nó có cái lợi là ví dụ như anh em những cái lúc mà thiếu nhân lực á,
thì anh em có dàn sèn này hầu như là nó lợi kẻ gần hai nhân lực anh em. Thứ nhất là chúng ta không có dàn sèn, chúng ta sử dụng cái máy kéo truyền thống á, là phải cần một người bơi đi đỡ cột dây đầu đó, rồi một người kéo dây đầu tại cái vị trí lưu lô này đó, rất là bất tiện. Và những cái lúc mồi gió sóng gió thì chúng ta bơi đi cột dây đầu thì anh em biết là rất là khổ đó. À, chúng ta cột rồi chúng ta kéo thì chúng ta phải chờ đồ rất là lâu. Còn cái dàn sèn này á, dàn đổ này á, là nó sẽ lâu đi hết luôn. Và ví dụ như những cái lúc mà quýnh con ke nhỏ, anh em biết là quýnh con ke nhỏ thì có cái dàn đổ này nó trải lưới ra ở keo, cho nên nó trải cái lường ra là con ke nó hạn chế đóng lưới đó. Con ke nó hạn chế đóng lưới, nó hạn chế lên lường đó, nó ít bị theo lường lên, nó bên lên trên keo là nó rớt xuống lưới lại hết đó. Cho nên nó tiện ở cái đó nha anh em, nó rất là tiện. Những lúc mồi gió đồ bơi xuống thúng rất là cực khổ à, và đi biển là chuyện thiếu nhân lực là cái chuyện bình thường hàng ngày à, cho nên là nó giảm cái nhân lực xuống thúng à, rồi à, đó khi cái dàn sèn á mình ship vô anh em, mình ship vô như ở cái vị trí này của bình là bình ship cái dàn sèn vô này. Này là tàu ké dài tầm 23m nha anh em, ghi gỗ rộng 6m8 6m9. À, mình ship cái dàn sèn vô những cái ngày nghỉ, là những ngày không đi làm là mình ship cái dàn sèn vô nó gọn. Còn lúc đi làm, nguyên một tháng đi làm thì mình đỡ cái dàn sèn nó mình mở cái dàn sèn ra, có mấy cái chốt gài á, đó có mấy chốt gài mình mở dàn sèn ra, mình cho nó nằm vị trí ở ngồi bê này suốt luôn, chừng nào mình nghỉ mình hết đi làm thôi vô cảng mình ship lại đó. Bên này cũng có một cái dàn sèn nữa nè đó, dàn sèn này thì dành cho ghe tầm 17 mét hơn 18 mét thì xài cái tầm dàn sèn này là vừa. Ở tầm dàn sèn này thì mình sử dụng cái đầu ben lưới là đầu ben 5 sao. Đầu ben 5 sao thì dành cho những cái ghe mà nói chung là cái tầm lưới của họ là tầm 13 lường anh em, 13 lường, tầm 20 mấy tấm đổ lại 13 lường thì xài đầu ben 5 sao là cũng gọi là xài vừa. Mà mấy ben là nói chung mấy ben đó hình như tầm 1 mét thôi đó. Còn anh em lường nhiều 15-17 lường ha. Nói vậy là anh em làm lưới thì chúng ta rõ, mình không nói sâu thêm cái phần đó. Tầm 15-17 lường đổ lên thì anh em xài mấy ben tầm 1m2-1m4 thì ngon. Và xài hai cái đèo bơm. Chứ còn anh em tầm 15-17 lường thì nếu chúng ta sử dụng cái đầu ben đầu bơm 5 sao ấy, thì nó hơi yếu nha anh em. Những cái lúc mồi gió thì ben lưới nó nặng hơn. À, đây mình quay kẻ cái mô hình của tàu ké lưới rút tầm 17-18 mét cho anh em xem. Lưới tầm 22 tấm và dậu 13 lường. Đó, cho anh em xem kẻ hai mô hình luôn. Đây thì ở cái tàu ké này thì mình bắt cái trụ nó nằm ở phía bên này đó, chung trì cái vị trí bắt đối với từng anh em ghe tàu, anh em tiện lợi cỡ nào thì chúng ta bắt ở tầm đó. Mình hay nói là mình bắt là bởi vì ghe này là ghe của ở nhà luôn nha anh em, hai ghe này đều ghe của nhà mình hết đó. Đó, mình nói lại cái tí xíu nghe chỗ cái mặt giữa đi tí xíu. Là ở chỗ cái mặt giữa này á, hôm trước là mình nói chung mình sợ những anh em làm mô hình thì mình nói rõ luôn cho anh em. Thì chúng ta hàn cái hộp này vô trước, ở trong này nó có một cái ống lòng ở trong đi thẳng lên à, sau khi đóng cái lòng này xong thì chúng ta trầm cái mặt giữa dưới vô đó. Mặt giữa dưới là chúng ta chưa hàn, bắt đầu chúng ta mới trùm luôn cả cái ống này với mặt giữa trên là nó hàn chết rồi, bắt đầu thời tiện là chở xuống này anh em, là chở xuống. À, trước khi mà trùm cái lòng hoài vô thì chúng ta trùm cái dĩa vô. Sau khi chúng ta trùm cái lòng hoài vô, bắt đầu ta quay cái dàn sèn cho nó ra phía bên ngoài theo đúng cái tỷ lệ cần thiết mình xây. Rồi bắt đầu chúng ta tiến hành, chúng ta hàn cái mặt dĩa này, mặt dĩa dưới chúng ta bỏ vô, rồi chúng ta bỏ tiếp cái này, chúng ta không hàn. Khi chúng ta đo đạt xong nó xây vào cái phía cần thiết rồi, chúng ta hàn phía bên dưới này, rồi chúng ta cẩu lên, chúng ta hàn phía mặt trên nữa, làm ngồi lại cho đẹp xong ok. À, ở cái dàn sèn này là mình làm còn càng đơn giản hơn cái dàn sèn lớn kia nữa.
dàn sen này khoảng tầm, không tính cái phần cục này nè anh em, không tính cái phần trồng này, nguyên cái dàn sen này khoảng tầm tại 6 tại 7 á, anh tiết kiệm bớt. Còn ở cái dàn sen lớn kia là mình làm tầm 2 tại mấy, bởi vì ghe nó rộng anh em. Ghe này rộng có 5 mét mấy, ghe này rộng tới gần 7 mét. Đó. Đây mình làm cái khu vực nóc không, chưa tính cái phần chụp á, tại tầm 2 tại rưỡi 2 tại 6. Còn dàn sen này tại 6 tại 7 anh em, dàn sen nhỏ mình sử dụng mấy mét 2, mét 2, mét 3, mét 4 là ngon. Rồi bây giờ mình đi xuống với cái phần khoan máy quay theo yêu cầu của anh em. Ai xa. Xuống cái phần khoan máy quay theo yêu cầu của anh em ơi. Đây hỗ trợ một cây pin nữa. Ánh sáng hình như là vừa đủ thôi chứ cũng không sáng lắm. Bởi vì nếu mà nổ máy điện riêng lên anh em thì nó rất là ồn. Thôi mình quay khu vực này kỹ một tí xíu, anh em chịu khó quan sát thấy, bởi vì cái máy này nó quay đêm cũng rất là tốt. Ok anh em, mình quay cái phần ở dưới hầm máy của hai cái bơm vớt cho hai cái máy ben cho anh em xem nha. Thì hai cái máy ben của cái hai cái đầu bơm của cái dàn sàn á thì nó chỉ sử dụng cho một cái bình nhớt này thôi nha anh em. Cái bầu nhớt 30 lít nè. Đây. Còn cái bầu nhớt này là bầu nhớt của cái máy ben thứ hai, máy ben không dàn sàn. Máy ben bỏ ở đằng trước. Đây. Anh em xem bầu nhớt 30 lít nha anh em. Và đặc biệt anh em nên dùng cái ống lớn á. Ống lớn thứ hai, cái ống nhớt này nè. Ống lớn thì nó bơm đủ nhớt và nó hạn chế bị xì ống, nổ ống nha anh em. Những anh em nào chúng ta biết rõ thôi rồi thì chúng ta có thể bỏ qua ha. Anh em nào tham khảo thì vào xem. Đó, còn ở đây cái bầu nhớt cho cái máy ben 8 tấc đến 1 mét nè anh em. 8 tấc 1 mét cho cái máy ben trước. Thì mình sử dụng cái ống ben nhỏ này, ống nhớt nhỏ. Còn ở đây hai ống nhớt nhỏ luôn. Ở này mình sử dụng hai ống nhớt lớn. Ống nhớt đi và ống nhớt về, hai ống nhớt lớn. Thì trước kia mình sử dụng cái ống nhớt nhỏ là thứ nhất á, là nó bơm không mà đủ nhớt, nó bơm rất là yếu. Và nó hay, nếu mà nó bơm đủ nhớt á, là cái độ nén, tỷ số nén nó quá cao, cho nên là nó dở bị xì ống, bịch ống, rồi bịch mấy cái đầu gù đi ra té lẻ thằng hoàng hết. Nó mà nó lại bị xì ron rồi nữa anh em, xì ron rồi nữa, nó cái áp sức nó cao quá, nó lực ép nhớt nó không đủ, cho nên là mình sử dụng ống lớn cho hai cái đầu bơm và ống nhỏ cho một đầu bơm này nè. Đó. Và anh em nếu mà anh em xài cái đầu bơm nhớt đầu 5 sao á thì mình khuyên anh em cũng nên xài cái ống lớn luôn. À. Nó an toàn, an tâm hơn. Và cái này mình nói mở rộng nha, bởi vì anh em làm, anh em đã xài qua cái máy ben rồi thì đa phần anh em phải biết hết thôi chứ. Này mình nói mở rộng giống như là mình nói dư thêm vậy á, là mình nên phòng ngừa một cái đầu bơm nha anh em, một cái đầu bơm nha máy kéo. Và cái đầu bơm đó khi mà trở ngại nó xì ron xì đồ, nó lâu mấy cái phết của đầu bơm nó chai á, thì chúng ta kịp thời chúng ta thay. Đó, kịp thời chúng ta thay. Còn mấy cái ống này thì lúc nào anh em cũng dự phòng, kẻ ống lớn lẫn ống nhỏ dự phòng. Đây mình quay thoáng qua ở trong cái hầm máy của ghe bình luôn cho anh em xem. Mở rộng. Này đầu dò chụp. À. Này bộ kéo, nồi kéo 25 tấn. Đây, còn này cái bộ nhớt của lái trợ lực. À, anh em. Đây. Ghe dài tầm 6m8, 6m9. Đứng từ này nhìn qua kia anh em thấy rộng không? Từ góc này cho tới cái mấy nổ nó còn xe lắm.
nguyên cái khu vực này là trống trơn luôn đó. Bắt kẻ hai cái đầu bơm nhớt bình 30 lít không, mà trong khu vực này nó còn trống này nè, khu vực này còn rất là trống, rất là rộng, còn nguyên một cái đường hành lang phía bên này nữa, hầu như là không có làm gì khu vực đây luôn, trống trơn rất là nhiều. Dầu thì mình bỏ sau này còn tầm 6-7 ngàn lít thôi đó. Bên khu vực kia thì mình bắt mấy chạy điện cùng với mấy cái bình đờ, mấy cặp bình đờ xài cho mấy giò, mấy quét hay là đờ máy rồi thôi. Ở dưới nói chung ở dưới phan máy là không có đỡ thêm gì nhiều hết á, trống trơn, có gì mình banh là mấy cái tầng kệ pin kia hết. Em xem rồi trong video anh em có cần thông tin gì nữa, anh em có thông tin có yêu cầu mình cái gì nữa thì mình sẽ quay theo cái yêu cầu của anh em, quay theo yêu cầu để đáp ứng cho anh em. Bởi vì mình mở rộng nhiều quá thì một số anh em dư thông tin thì họ không cần thiết thì họ sẽ cần le bình nói là mấy cái đó không cần thiết mà nói làm chi. Còn những anh em cần thì nói chung chỉ cần một hai anh em cần về cái thông tin đó thôi thì mình cũng ra mình làm một cái video bài bản cho anh em xem đó. Làm video là mình không phải là phục vụ cho một cá nhân nào, một tập thể nào ha. Những anh em nào cần thì mình quay lại cho anh em xem luôn. Đây, máy 6 rang me 2 turbo. Đây anh em, ngày xưa nghe chỗ này cái bô là xo, mà cái bô là xo chạy nó hay rụng quá nên là mình đổ lại làm nóc luôn. Đó. Bô là xo chạy nó hay rụng là xo phải thay, mà thay là rất là mắc tiền. Những cái rang me thùng đó, nó chạy mất có mấy năm mà nó cũng phải rụng là xo anh em. Thay cái là xo đó hết mười mấy triệu á. Mình có hỏi một ông anh đã từng chạy cái máy đó rồi, chạy máy đập thùng á, bị rụng là xo thay mười mấy chai. Đây mấy cái bu ly nè, đó mấy bu ly nhôm nè, rồi ở đây dây nè, dây bản sơ nè, rồi mấy cái này là mấy cái thiết yếu đó. Và anh em xem, chắc có lẽ là cái video này nó cũng khá là đầy đủ cho một cái video về tổng hợp dàn đổ và máy ben, máy bơm nhớt và hộp nhớt. Đây, ở đây máy hộp nhớt có dàn tăng hết nè. Đó anh em, chung là mấy cái này anh em xài anh em sẽ biết thôi. Mình chỉ nói mở rộng cho anh em xem thêm ha. Anh em đừng có vô comment chửi mình nha. Rồi ok, xin chào và tạm biệt anh em nha. Rồi anh em có yêu cầu quay những cái thông tin gì thêm là mình sẽ tìm hiểu và mình quay cho anh em. Ghe mình không có thì mình tìm đến những cái chiếc ghe khác, mình nhờ họ được, mình xin phép họ được thì mình quay cho anh em. Còn ở xung quanh mình hiện tại là ghe tàu nước rút rất là nhiều, nhưng mà mình cũng nói chung là mình quay về cái chủ đề chính cho anh em xem thôi. Khi nào mình quay tàu ghe thì mình sẽ quay tàu ghe. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha anh em ơi.